con BCX 125 đây là hồi với lại hai ống gió. Bởi vì 125 xe nó đang bị rung ra đầu, nó lì nồi, nó rần ra đầu á, nó bị chậm á, chặn cái nó giật cái xe. Mình test cái nồi zin cho nó lên được nhiều rồi, không lắm làm xong mình test cho nó chạy luôn. Nồi zin nó lên được tới đây thôi 120 không. Lát mình làm nồi xong mình test cho anh em xem nó khác biệt như thế nào không. Khắc phục cái lỗi rung ở đầu kêu hú này luôn. Đây là chiếc BCX 125 sau khi mình làm lại nồi. Nó lại thay cái lọc gió được chơi, giúp cái lượng gió nó nhiều hơn, xe nó nhẹ nó bốc hơn. Cái zin này nó không có đủ gió thì mình phay bánh bi bẻ độ vớt theo bài thì của ron nó mở lên này luôn, còn zin nó lên tới đây nó khoảng 80% làm chuông bố rồi xo làm lại hết. Bây giờ mình ấp vô mình test thử cho anh em xem móc nó khắc phục cái lỗi rung gà đầu lì nồi với lại sao nồi luôn, làm mà nó im lắm. Nhích giờ đi. Làm mình làm nồi xong mình test cái góc độ nó lên cho anh em coi. Dây nó chạy lên qua mí luôn. Đây khắc phục mấy cái lỗi rung ra đầu luôn. Đó, mở đây luôn. Bây giờ mình lắp cái nồi mình test thử cho anh em coi. Red 3, 946, 300mm đầy đầu, 300mm đầy giữa, 350 mới. Không, không đẹp.
Bây rất là đẹp, đẹp làm đầy đủ rất xe nha. Đây, những xe dọn, đang dọn những xe trong nhà nè.